Của SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong chuyến đi mà Âu Châu để dự đại hội của trường võ bị quốc gia Việt Nam của Âu Châu thì chúng tôi sau đó thì được hướng dẫn viên dẫn đi thăm tiệp khắc, và hôm nay thì chúng tôi đang đứng tại một địa điểm mà rất là nổi tiếng. Thì anh hướng dẫn viên đứng bên cạnh chúng tôi đây xin cho biết là cái thành phố này tên gì và cái nhà thờ ở phía sau tên gì ạ? Dạ, tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi xin giới thiệu đây là thành phố Kutna Hora. Thì cái thành phố Kutna Hora nó có một thành phố nhỏ có khoảng 23 đến 25 ngàn dân, nhưng mà có đến 3 cái địa điểm mà được UNESCO công nhận là di sản thế giới còn lại. Thì cái thứ nhất mà tôi đưa anh chị em đến đó xem đó, là một cái nhà thờ xương. Thì hiện giờ trong cái nhà thờ đó có đến khoảng 40.000 sọ người và xương người ở trong đó. Thì vì sao mà có được cái nhà thờ xương này là bởi vì vào cái thế kỷ thứ 13 đến 14 á, thì ở cái vùng này á, là họ có một cái bệnh dịch Pest Epidemic đó. Thì chết nhiều lắm. Rồi sau đó là một cái trận chiến Husti. Đó, thế là khi mà chết như vậy thì người ta đem chôn tập thể. Khi mà xây dựng thành phố thì người ta mới thấy như vậy, người ta đem vô cái nhà thờ nằm trong một cái nghĩa trang. Nhưng mà cái nhà thờ này có, cái nghĩa trang này có, đặc biệt là cái miếng đất của cái nghĩa trang này á, đặc biệt là được bên Roma công nhận là miếng đất thánh. Thành ra người ta không có coi thường những người chết quá, coi như là vô danh, mà người ta vẫn tôn trọng cái người chết và được đem vô đó để mà thờ. Thì ở trong cái nghĩa trang này đó, hiện giờ đó vẫn chôn cất bình thường. Nhưng mà chỉ có đa số những người giàu có ở Đức, ở Thụy Sĩ hoặc là Áo thì họ đem cả dòng họ qua bên này để họ chôn. Và chôn là chôn tập thể, có nghĩa là chôn từ con cho đến từ cha con cho đến cháu, ông bà ông nội, chôn một cái mã, trong một cái mã như vậy. Thưa chị. Dạ, dạ vâng. Và như vậy thì ở trong này đó, mà du khách hàng năm nay đi đến như vậy, nhưng mà người ta có chụp hình không? Và mình có ở trong đó, anh theo anh nghĩ thì nó linh thiêng lắm phải không? Dạ thưa chị, thì ở trong cái nhà thờ xương á, thì người ta có làm một cái đền thờ, một cái bàn thờ. Thì mình có quyền, mình có thể đốt một cái nến để mình đọc kinh cầu nguyện, hay là cho những người quá cố vô danh đó, và được tự do quay phim và chụp hình. Dạ. Và anh ở đây đã lâu rồi thì anh biết là dân Việt Nam của mình ở đây có nhiều hay không? Dạ, theo tôi biết là tiệp khắc là có khoảng chừng 15 triệu dân, nhưng mà người Việt Nam mình đã chiếm đến gần 60.000 dân rồi. Dạ. Và riêng anh thì anh đã sống ở đây bao lâu rồi? Và anh thấy cái phong tục tập quán của họ có khác với lại người Việt Nam của mình nhiều lắm không? Và anh thích cái phong tục nào và anh không thích cái phong tục nào? Dạ, thưa chị, tôi không có phải là người sống ở bên Tiệp, tôi sống ở bên Đức. Thành ra tôi qua đây nhiều lần thì tôi thấy họ sống cái phong tục giống y như Việt Nam. Là chẳng hạn như mình vô cái chợ Sapa đó, thì mình đang ở trong Việt Nam vậy đó. Là bởi vì nó không có ngăn nắp, không có trật tự. Mà anh, cái như là mình phải biết là ở Việt Nam mà cũng bẩn thỉu dơ giấy lắm, thì ở đây thấy cũng vậy à. Nhưng mà cái khung cảnh á, nó gợi cho mình giống như là mình nhớ lại Việt Nam. Là chẳng hạn như là mình thấy có những người mà có tiền thì họ mướn cái sạp mà ngồi bán, mà không có tiền thì chẳng hạn như đẩy đi xe ngoài, đi vòng vòng ngoài đường bán báo, bán cà phê, bán nước ngọt. Hoặc là những giờ mà không có khách á, thì họ ngồi họ chia bài, họ đánh bài với nhau. Thì nó cái cảnh nó gần như tương tự như ở Việt Nam vậy. Một câu hỏi mà anh có thể trả lời hoặc là không trả lời, thì ở đây là phần đông là người tị nạn cộng sản hay là người dân qua sau này? Dạ thưa chị, đa số những người Việt mà sống bên này là theo tôi biết khoảng 90% là người ngoài Bắc. Họ qua bên này họ sinh sống. Thì những người đầu mà được qua bên này đó, thì là họ biết được cái điểm yếu mà của người dân Tiệp, họ cần những cái gì.
Chẳng hạn như là những cái gì hồi xưa thời Cộng sản mà không có đó, thì là họ mua hết những cái đó và họ bán ra. Thì những người đó bây giờ là trở thành là giàu. Thì sau này những người ở Việt Nam thấy như vậy đó, cứ bắt chước, cứ ùn ùn đi qua bên Tiệp, rủ nhau qua bên Tiệp. Thì những người mà trong gia đình mà họ làm ăn lên đó, thì họ bỏ tiền đó, họ rước anh chị em con cháu gì qua bên này làm việc. Thì cuối cùng á, là người bán bên này nhiều hơn người mua. Ồ, vậy đó, dạ, dạ vâng. Và hồi nãy anh có nói là đi ngang những cái làng nhỏ đó, thì nó còn những cái ô bạc lơ của hồi xưa mà chế độ Cộng sản còn, thì họ để mà họ kêu gọi dân làng giống như là đi cái này cái kia giống ở Việt Nam phải không? Dạ thưa chị, cái lúc mà đi trên đường mà đi vô những cái khu đường làng á, thì mình sẽ vô, sẽ đi ngang qua những cái khu phố nhỏ. Thì tôi có nói là bà con để ý hai bên đường cái cột đèn nó có những cái ô bạc lơ. Thì những cái ô bạc lơ đó hiện giờ vẫn còn sử dụng để mà kêu gọi chẳng hạn đi bầu, đi tập họp hay này nọ. Không khác gì như thời trước đây mấy chục năm trước. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị và xin mời quý vị cùng theo dõi bước chân của tất cả mọi người đi vào thăm nhà thờ Sương. Bên tay phải và tay trái là mình nhìn thấy họ lấy xương với sọ người họ kết thành một cái chén thánh mà bên Công giáo mà cha để làm lễ để mà dùng để uống rượu. Nhìn phía đằng trước thì mình sẽ thấy có những người có đầu óc nghệ thuật đó, họ lấy xương người và sọ người họ kết thành một cái đèn treo. Bây giờ mà đi xuống dưới tam cấp á, thì nhìn thấy hai bên trái và bên phải á, thì sọ người họ chất như là hai cái núi vậy đó. Trên cao là người ta làm hình giống như một cái cây thánh giá vậy đó. Và trước mặt mình á, đằng sau cái đèn á, là người ta làm một cái bàn thờ để cho mình có thể mình tới đây và mình đốt một cái nến để cầu nguyện cho những người chết mà vô danh. Trước mặt mình á, là xương người với sọ người đó, người ta chất thành giống như một cái núi vậy đó. Và đồng thời bên tay phải cũng hình thù như vậy, là xương người với sọ người. Mà hiện giờ đó, người ta đang lo ngại là bởi vì nó có vẻ nó muốn sụp đổ. Thành ra mới ai mà nhìn kỹ thấy nó xiên qua một bên. Thành ra họ ở nơi này họ cần tiền để mà sửa đổi lại. Đó, trước mặt mình là như tôi đã giải thích đó, đây là một cái nhà thờ mà nó nằm trong một cái nghĩa trang. Thành ra trong nhà thờ thì phải có thánh giá. Thì cái nơi thánh giá này đó, những người du khách họ đến đó, họ có thể họ đốt cây đàn cầy và họ cầu nguyện cho những người quá cố. Trong cái tủ kính này á, là mình nhìn thấy nó có nhiều cái sọ người. Cái sọ người, những cái sọ ở đây đó, nếu mà nhìn kỹ á, thì mình có thể mình nhận diện nó được là sọ nào mà bị súng bắn bể đầu và sọ nào là bị người ta lấy cây hay lấy gậy người ta đập bể đầu. Những cái sọ mà có cái lỗ đó, là những cái sọ đó là bị bắn đạn. Còn những cái sọ mà bị nứt đó, là những cái sọ nó giống như là bị cây gậy đập lên đầu. Năm 1421 đến năm 1424 thì ở đây nó có cái trận chiến nó gọi là Husty Creek. Thưa quý vị, vừa rồi là những lời giải thích của anh Bùi Quang. Anh là hướng dẫn viên đang ở trong nhà thờ xương. Và quý vị xem chung quanh đây là những bộ xương mà anh theo lời của anh Quang nói là vào khoảng là 40.000 bộ xương đã được đem vào đây. Thu Nga tường trình từ nhà thờ xương ở tại Tiệp Khắc. Và xin mời quý vị theo dõi những phần tiếp theo.
Phương Nga của SBTN Texas xin được trở lại với quý vị. Và hôm nay thì ở tiệm khắc thì trong cái chuyến mà du lịch ở tiệm khắc thì chúng tôi cũng được anh hướng dẫn viên là anh Bùi Quang đem đến một cái khu làng hoàn toàn Việt Nam. Đây là một khu chợ Việt Nam. Xin anh Quang cho biết là cái khu chợ này cái vào khoảng là họ đã xây dựng từ bao lâu rồi, anh có đến đây thường xuyên hay không? Và anh xin cho khán giả biết là những điều mà anh biết về cái chợ này ạ. Dạ thưa chị, cái chợ này có từ bao lâu thì tôi không rành lắm. Nhưng mà hồi xưa họ có buôn bán cũng là trong một cái khu tập trung người Việt Nam buôn bán. Nhưng mà buôn bán trong những cái thùng container mà để chở tàu biển á. Nhưng mà sau đó một thời gian hình như theo tôi biết là ghen ghét nhau gì đó, được cái là đốt cháy nát hết rồi nam, bây giờ họ mới dời về nơi này. Thì những người này là họ qua sau này họ làm ăn, chứ không phải cái đợt tị nạn mà sau 1975 phải không? Những người làm trong này đó là có những người sống đây cũng rất là lâu rồi, cũng 20 năm. Như vậy thì chúng ta thấy là khu này là tập trung người Việt Nam. Tại vì đi khắp tiệm khác thì quý vị không có thấy người Việt Nam. Nó khác với ở Mỹ hay là ở những cái xứ khác là người Việt tập trung ở rải rác. Nhưng mà đây thì tập trung ở cái khu này. Thưa quý vị, và khi mà chúng tôi được hướng dẫn đến đây thì trời cũng đã tối rồi. Vì vậy cho nên là quý vị sẽ thấy có những cái sạp hàng mà người ta đã dẹp rồi. Tuy nhiên những quán ăn thì vẫn còn mở cửa. Xin quý vị cùng bước vào trung tâm thương mại Sapa. Không biết là anh làm việc ở đây lâu chưa? Thưa với quý khách là em làm đây được 12 năm rồi. Em bán món hàng gì? Em bán chắc chỉ tất và là giờ đấy. Có nhiều khách không? Cũng có lúc nhiều, có lúc ít. Hôm qua đây năm nào? Em sang, nếu đi học thì đã năm 82, 1990. Vậy đó hả? Còn cả nhà gia đình là 2002. Em làm mở cái quán này bao lâu rồi và em bán như thế nào, có đắt hàng hay không? Nhà quán này là mở được từ tháng 4 2010. Như vậy em qua đây làm sao em qua đây được mà mở quán? Dạ em qua thì em qua lâu rồi, nhưng mà cái quán này thì em mua lại của một chủ quán khác, người ta làm ăn không được thì em mua lại. Vậy đó. Ở Việt Nam em có mở quán hay không mà qua đây mở quán giỏi vậy? Dạ không, ở Việt Nam thì em làm nghề khác. Vậy đó hả? Ở Việt Nam em làm nghề công an. Thế thì công an. Mở công an họ cho em đi qua đây để mở quán à? Rồi có về lại không? Dạ không, công an thì em làm, em đi qua từ sang châu Âu này từ năm 1988 cơ. Rồi ở luôn đây. Dạ rồi. Rồi không làm nghề công an nữa? Không làm nghề công an từ hơn 20 mấy năm rồi. Vậy đó, rồi có nhớ nghề công an không? Dạ không. Ok, rồi thank you. Ở Việt Nam đây là những cái sàn mà ta mở. Như vậy là bông này là phồn thịnh hơn nhiều. Dạ, bông này đúng. Thưa quý vị, và khi mà chúng tôi đến đây thì trời cũng đã tối rồi. Tuy nhiên cũng có vài hàng quán mở và chúng tôi đi vào trong quán gọi là Hồ Sen Quán mà có tiếng Mỹ là Lotus. Cái quán này thì nhìn vào, bước vào trong thì thấy rất là khang trang và sạch sẽ. Và cũng có những cái quầy rượu và ở trong kia thì bàn của thực khách. Và thấy ông chủ này đang ngồi. Ông chủ có thể là cho biết là quán ăn này mở bao lâu rồi và có khá không? Dạ, thưa chị là quán đã mở được gần 10 năm rồi ạ, 9 năm, vâng. Nhưng mà làm sao mà em biết có cái khu này mà để em tới đây em mở quán? Dạ, cái khu này là khu của người Việt, cộng đồng của người Việt, coi như là góp tiền lại và mua đất của người Việt mình. Thành một cái khu chợ, cho nên là xác định ở đây lâu dài, cho nên là phải đầu tư coi như là chu đáo và làm ăn đàng hoàng hơn. Ăn là mở cửa từ 6 giờ sáng và cho tới 10 giờ đêm là đóng cửa. Vâng. Vì ở trong Praha này có hai trung tâm, nhưng trung tâm này là lớn nhất. Và là của người Việt. Chứ không, khu kia là của người Việt nhưng mà thuê lại của Tây. Cho nên là cũng chưa chắc chắn là được lâu dài. Nhưng mà ở đây là đất người Việt mình mua. Và chúng tôi gặp một em tuổi teenage và em cũng muốn tìm thân nhân ở tại Mỹ, thì bây giờ chúng tôi sẽ hỏi em để mời em có thể là nói là những cái điều mà tâm tư nguyện vọng của em hay là tìm thân nhân của em. Cháu muốn tìm ai? Dạ cháu muốn tìm ông bà nhà cháu ở bên Mỹ. Ông cháu, dạ ông con tên là Hồ Triệu Hải. Dạ vâng, Hồ Triệu Hải ạ. Vâng, đây là ba con là Hồ Văn Hiền,
Vâng, con có ông ở bên Mỹ, trước là ông ở bang Texas tên là Hồ Văn Tu. Vâng. Nhưng mà không, tại sao không tìm ra? Ông chuyển nhà và mất địa chỉ, mất số liên lạc thì là dạ, và ông tên là Hồ Tu ạ. Dạ vâng, Hồ Tu. Vâng. Đấy đó. Vâng, và người nào mà tên là Hồ Thu, tức là ông nội của cháu đây, và là ông trẻ, tức là không có phải ông nội nhưng mà là ông em hoặc là anh của ông nội, phải không? Em của ông nội. Con qua đây con học hay sao? Dạ, con qua đây cũng đi học rồi. Và bây giờ con có lập gia đình, đây là con gái con. Con có gia đình rồi, bây giờ con làm ở đây cùng, đây là quán gia đình. Thưa quý vị, vừa rồi là quý vị đã theo bước chân của chúng tôi đi thăm một cái khu làng Việt Nam, buôn bán ở đây coi như là một cái ngôi chợ rất là lớn, gọi là trung tâm thương mại Sapa. Và vừa rồi quý vị cũng nghe những cái lời tâm tình của những người mà từ nước Việt Nam đi qua đây làm ăn rất là xa xôi, nhưng mà họ cũng đã coi như là nhận nơi này làm quê hương và ở lại đây làm ăn buôn bán. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tường trình của Thu Nga từ tiệm khắc, và hẹn gặp lại với quý vị trong chuyến đi tới. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, và hôm nay xin mời quý vị lại tiếp tục theo cái chuyến đi thăm châu Âu của Thu Nga cùng với phái đoàn khóa 18 của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, khi mà tham dự đại hội của Liên hội châu Âu. Và hôm nay chúng tôi được gặp anh Vĩnh Giám là cựu liên hội trưởng của Liên hội châu Âu, và chúng tôi đang đến thăm một cái đài tưởng niệm của ông Trần Văn Bá. Và quý vị cũng biết là ông Trần Văn Bá là một nhà đấu tranh cho đất nước dân chủ của Việt Nam, và hôm nay chúng tôi đứng ở đây và xin mời anh Giám có thể là cho biết cái câu chuyện của ông Trần Văn Bá. Dạ, kính thưa, thì ông Trần Văn Bá là nguyên là chủ tịch Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, và cũng có một thời gian ông ta ở đây. Thì sau khi ông ta cùng các đồng chí về Việt Nam năm 1985 thì bị bắt và bị tuyên án tử hình. Hình như ông ta là con của luật sư Trần Văn Tuyên ở Việt Nam, và ông Tuyên cũng đã bị tù và chết ở ngoài Bắc. Thì anh em sinh viên, cựu sinh viên của Việt Nam và cũng như cộng đồng Việt Nam đã xin với chính quyền Bỉ thành lập được một cái bia tưởng niệm, dạ, cái bia tưởng niệm Trần Văn Bá. Thì cái câu viết là anh hùng kháng chiến Việt Nam và bị tử hình ngày 1 tháng 8 năm 1985. Dạ vâng, và cái đây là chính phủ của Bỉ đã xây. Cho phép chính phủ Bỉ cho phép, công của mà công lớn là công của cái Tổng hội sinh viên cũ của Việt Nam ở đây. Dạ vâng. Dạ vâng, và thưa quý vị, và đây là một cái trên đồi rất là đẹp, xung quanh thì có cây hoa lá nhiều lắm, và đây là cái mộ bia của ông. Dạ, và đây là cái công viên, và đây là cái mộ bia Trần Văn Bá, và chúng ta thấy ông sinh năm 1945 và ông đã bị xử tử tại tại Việt Nam 1985 bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Thu Nga tường trình từ Lier, Bỉ, và chúng tôi xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kế tiếp.